có những cơn ác mộng kinh hoàng. Xin chào các bạn, đây là trận derby nước Anh, đây là Anfield, đây là Liverpool đang trở lại và đây là Manchester United đang có được phong độ cao. Không phải cứ muốn là bạn có thể quên đi. Và tỷ số đã là 7-0. Liverpool không chỉ thắng Manchester United với tỷ số đậm mà còn thắng theo một cách không ai có thể tin nổi trên sân Anfield. Đó cũng là lúc bạn hiểu mình phải trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng cố gắng chừng nào sẽ là đủ? Khi nỗi sợ hãi vẫn luôn được gieo rắc tại Anfield. Các khán đài đầy ắp sắc đỏ trở thành điểm tựa tinh thần tuyệt vời để thầy trò Jurgen Klopp toàn thắng tại Anfield ở mọi đấu trường mùa này và biến sân đấu có sức chứa gần 6,2 vạn chỗ ngồi này trở thành pháo đài bất khả xâm phạm của Liverpool. Đó là lúc chờ đợi vào những điều kỳ diệu. Dứt điểm, cú bóng bóng tuyệt vời và đó là bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm dành cho Alejandro Garnacho. Liverpool Manchester United kinh thiên động địa tại Anfield.